掠过青天，把酒看星移，活着会是美事。踏尽万水千山，再远也坚持。极伟大故事，自努力开始，因决心驱使。病与伤，该向前中医。心里苦，治疗那轻易。谁会可跟最爱一位，一生至死相依？爱情与感激，我都太在意。我爱上过他，但是为你好，不想你知。我无望大志，只要敢去尝试。信世界没难事，有这份斗士记下名字。你们公公有罪，要跟我丢一番论，也跟我喊你呢。Đại ca có chuyện nói với em hả? Em biết đại ca không có khéo ăn nói, không giống như lệ em. Chuyện nói có lý, dám tranh biện với cha. Vừa rồi em đụng độ với cha như vậy, có phải thiệt quá đáng không đi? Đâu có người cha nào lại không thương con của mình. Cha bị đau lòng cho nên mới làm vậy. Cha đã hành y mấy mươi năm, y Phan coi như là mạng của cha. Cha ngày hôm nay đứt tay bẻ gãy y Phan, em biết là cha nhất định sẽ khó chịu lắm. Em biết thì được rồi. Em đương nhiên là biết cha nghĩ tốt cho em, nhưng không lẽ vì thỏa mãn cho người khác mà bỏ đi ý tưởng của mình? Không lẽ cha vì em dứt bỏ tôn nghiêm, quỳ xuống xin tha, trong bụng của em lại dễ chịu hay sao? Anh nói gì đây? Cái gì là quỳ xuống xin tha? Anh hứa với cha là không nói ra. Anh không nói em tự đi hỏi. Nè em à, đừng nhắc chuyện này trước mặt của cha nữa. Vậy thì cho em biết đã xảy ra chuyện gì. Khi mẹ em chưa cổng nhất tỷ về, Kinh Dương phái người tới để bắt em, còn đòi bãi bỏ tư cách thi cử của em. Cha vì giữ tiền đồ của em, tân hạ mình hạ giọng, quỳ xuống Kinh Dương xin bỏ qua cho em. Cha đã vì em mà quỳ xuống, rót trà xin lỗi. Anh đã từng tuổi này, chứ bây giờ nhìn thấy cha quỳ xuống xin bất cứ một ai, nghĩ tới tôi cũng đau lòng. Cha, thời trần bất hiếu, bắt cha phải bị nhục. Con biết cho dù quỳ xuống rót trà cho cha đi nữa, cũng không thể bù đắp tội bất hiếu. Xin lỗi cha. Nếu mà con thấy mình không có lỗi, thì khỏi cần phải rót trà. Thật ra cũng tại cái tên Kinh Dương ngang ngược vô lý này. Nhưng con đã suy nghĩ chín chắn rồi, con vì không muốn cha bị nhục nữa, con sẽ cố gắng thi cử khoa này. Con thi khoa cử? Cha, con thiệt muốn nhìn thấy cha treo lại y Phan. Con hứa với cha, bất cứ giá nào con nhất định sẽ cố gắng. Mời cha uống trà. Đứng dậy đi. Thôi chết, cha vẫn không chịu uống ly trà. Cha nhất định vẫn còn giận. Nhưng mà thời trang đã hứa đi thi rồi, sao vẫn còn giận như vậy? Tính rượu Trạng Nguyễn Hồng này đã chôn dưới đất suốt 9 năm. Đáng lẽ là chờ con cao trúng thì mới chúc mừng, ai giờ chờ hết 3 năm lại 3 năm. Cha, con đã hứa là cố gắng thi cử khoa này, tại sao cha còn nhắc chuyện xưa? Lần này con hạ quyết tâm thi cử, cha rất là vui mừng. Cha không có gì tặng cho con, cái tỉnh Trạng Nguyên Hồng này chúc cho con sớm ngày thành công để cho cha toại nguyện. Nè, ly trà đó cha không uống, cha chỉ chờ uống Trạng Nguyên Hồng thôi. Cha, mẹ đã nói cha của con thì miệng cứng nhưng mà lòng mềm. Cha, khỏi cần phải nói thêm, không tới thư viện ký độc, ở nhà làm sao mà được tập trung. Lúc mà cha chẳng mệt, con không nhịn được lại xen vào, cha tin con mới lạ. Tuy là nói như vậy, nhưng không cần ở trọ chỗ này,
quen nhiều tới lão sư đâu có gì tốt. Có Nhật Nham là học giả có tiếng đường kim, trước khi từ quan là tham chánh phúc kiến, có thành tựu hiển hách về y học. Có ông chỉ độ cho con thì sẽ được thành công thôi. Cha biểu anh rảnh rỗi thì tới Thuần Thị em, em đừng có hòng được thoát. Nguyễn Kiều Huynh, thời Trân bẩm tánh thông minh, với tứ thư ngũ kinh đã thuộc lào lào. Sở dĩ hai lần bị rớt, chỉ không chịu hối lộ khảo quan, lại không có chịu trả lời theo chú thích chỉ định, cho nên mới bị lạc tuyển. Thời Trân lỗi ở chỗ là không có biết thời vụ. Chà, chế độ khoa cử bây giờ là thi bác cổ văn thì là quá hủ lậu đi. Phạm gì thì khỏi luận sách kinh thư. Cả một đám thí sinh chỉ cần nghiên cứu bác phổ, hoàn toàn bỏ mặc dân tình. Nếu lỡ như thiệt bị cái đám một sách này cao trúng làm quan, vậy thế nào? Họ chỉ biết làm việc theo sách vở mà thôi, làm kiểu này không có được đâu. Thời Trân có hoài bão và tư tưởng độc lập chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Ít nhất không có trôi theo dòng nước thủ cựu. Cố lão sư. Chờ, hay là để Thời Trân ổn định hành trang trước đi. Nguyễn Trì Huynh à, lần trước ta đánh cờ thua Huynh, anh đã hứa là đãi Huynh uống trà. Bây giờ đi đi nghe hả? Vậy ta không khách sáo. Thời Trân, phải cố gắng ôn bài. Đề ca, em có nói qua, cố lão sư là hiểu ý của em nhất. Hay là chúng ta lại muốn trốn ra ngoài? Sẵn anh cũng phải quá vàng để mua thuốc đâu mà. Em đừng có diện cớ xuống tàu nghe. Cha đã biểu anh giám quản em. Thêm một người giá thuốc cho anh thì cũng tốt chứ. Rồi cha hỏi anh, em có phải nói thiệt vậy không? Anh đâu có thể nói như vậy. Nên bạn, có sai không? Không mắc mớ tới các người. Tôi không có chân, làm người còn có ý nghĩa gì? Làm gì? Bình tĩnh. Bỏ mặt ta. Nè, chân của người sẽ bị nát kiểu này. Chân của người bị nát vậy, phải đi coi đại phu, chứ đâu phải đi chết. Coi đại phu cũng vô dụng. Ta đã thử qua, họ đều nói phải cưa chân của ta mới giữ được mạng của ta. Ta không có chân, làm sao mà bắt cá? Ta cũng muốn trở thành gánh nặng của người nhà. Ta thà là chết đó. Khờ quá, người chết đi, người nhà của người càng đau lòng. Cho ta biết, tại sao chân của người lại bị như vậy? Chúng tôi bắt cá, thường bị tôm cua làm bị thương. Hôm đó tôi bị con cua kẹp trúng một cái thôi. Vết thương không có lớn lắm, chỉ là thấy hơi ngứa. Rồi ta đã bỏ mặc. Kết quả vết thương bắt đầu bị viêm. Đâu những vậy, còn bắt đầu lở loét. Đại phu nào cũng chỉ cho ta đắp thuốc ở bên ngoài, vốn không thể ngăn cản lở loét tiếp tục. Ta thì cũng muốn biến thành tàn tật. Vết thương này không giống là bị viêm bình thường. Em phải cố gắng học hành kìa, muốn chữa bệnh nữa hả? Hay vậy là đại phu sao? Theo như em thấy, chân của hắn bị cảm nhiễm trúng độc vô danh, chưa chắc là bị cưa đâu. Người có thể giữ chân của ta? Chỉ lo là không giữ được quan hệ của em và cha. Em không chữa thôi, có thể kiếm người khác chữa mà. Nhất tỷ, đi một hồi nữa là tới nhà của ta. Có cần ở đây nghỉ chút hay không? Không cần. Tuy ta sanh con không lâu, nhưng sau khi dùng thuốc tẩm bổ của Lý đại phu, ta đã được khỏe khoắn nhiều. Em bé của chị thế nào? Rất là dễ thương. Nếu không được cô cứu chúng tôi với em bé có lẽ không có ngày hôm nay. Ta ở Tiên Trạch chờ cô mấy ngày rồi, rốt cuộc nhìn thấy cô đi ngang ta thì là cảm kích cô lắm. Ta chỉ đóng góp sức mọn thôi. Chị hãy cảm ơn Lý Thời Trân. Hai vị đều là ân nhân cứu mạng của mẹ con chúng tôi. Nếu như mà không ngại, ta muốn cho em bé nhận hai vị làm cha mẹ nuôi có được không? Nhà ta còn trẻ như vậy đã có con nuôi, vậy được lời. Đó là phước đức của em bé ta. Ta không có gì đền đáp cho cô. Nhà chồng của ta làm nghề nông, cái này ta hái từ ruộng của ta về. Tối nay ta nấu bữa ngon cho cô ăn, coi như là đền đáp. Vậy ta không có xấu. Ta vừa dọn tới Bành Hồ này không lâu, không có bạn bè, chị thường tới thăm ta là được rồi. Phải, ta muốn gặp em bé của chị đó, nhất định dễ thương lắm. Tới rồi, chỗ này là nhà của ta. Mời vô. Căn nhà này vừa mới xây, nóc nhà vẫn chưa có làm xong. Cha của ta đi du ngoạn khắp nơi. Cô bộ tác phong của cha cô cũng giống như cô, cả hai đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Dược tiên đã bị dạch mặt, từ nay không biết làm sao để hành y. Ta thì không hiểu được, sao con gái hành y lại không có ai chịu tin, trái lại thích tin những lang ở trong giang hồ. Không lẽ cô bỏ việc hành y sao? Y thuật của cô cao minh lắm thì là tiếc. Ta quyết không bỏ cuộc. Ta theo cha học y thuật bấy lâu là muốn áp dụng thôi. Ta đã nghĩ qua, nếu con gái hành y không có ai tin thì càng phải làm cho nổi hơn. Mai này ta sẽ chuyển đường hướng,
chuyên trị những chứng khó khăn, nói không chừng chữa lành bệnh lạ sẽ được khét tiếng. Đồng thanh cô nương, tôi muốn mời cô chữa trị một người. Ân công. Bà cũng ở đây. Em bé mạnh chứ? Khá lắm, ta định kiếm em lại để cảm ơn người. Vừa rồi nghe nói là cứu ai? Phải, ta muốn kiếm cô giúp đỡ cứu một người. Người cũng thích trị bệnh, sao lại không tự do? Ta cũng muốn lắm, nhưng ta đã hứa với cha của ta là tạm thời không động tới thuốc men. Đó là một chứng bệnh kỳ lạ, có nhiều đại phu đã bị bó tay. Người bệnh đó ở đâu? Anh trước đó bị con cua kẹp trúng, nhưng đã không để tới vết thương, tiếp tục ra khơi bắt cá. Cô cũng biết đã bị cảm nhiễm tà độc ở trong nước biển, nên vết thương lở loét dữ dội như vậy. Ta đồng ý chuẩn đoán của ngươi, chân của hắn lở loét rất nghiêm trọng, trị lý vết thương lở loét theo dược lý phải đi phụ sanh cơ. Nhưng mấy đại phu trước đó đều dùng thuốc phụ sanh cơ đắp bên ngoài cho hắn, cho tới bây giờ vẫn chưa được lành lại. Đại phu còn nói là nếu bị lở loét tiếp tục thì phải cưa đi cái chân mới có thể giữ được mạng. Chân của hắn bị thối nát nặng, hơn nữa lan tràn rất mau, tin rằng bị cảm nhiễm không phải là tà độc thường, mà là một loại vi khuẩn sanh thực bắp thịt tên là thực nhục khuẩn. Thực nhục khuẩn? Ta chưa có hề nghe qua. Gọi nôm na là tà độc. Lúc Trịnh Hòa hạ Tây Dương, tùy tùng của hắn đã từng thấy bệnh lạ này. Hai vị đại phu, nếu thật phải cơ chân của ta mới có thể giữ được tánh mạng, thì từ nay ta không thể bắt cá nữa, sẽ trở thành gánh nặng của người nhà. Nếu như vậy, thà là hai người hãy giết chết ta đi. Tưởng cầu người không thể chết. Ngươi yên tâm, ta hứa với người sẽ giữ cái chân cho ngươi. Cô làm sao mà chữa trị? Dùng thuốc y phù sanh cơ đắp bên ngoài vết thương, sau đó cho uống thuốc ngũ bối tử có công hiệu thanh dịch giải độc. Ngũ bối tử chuyên trị gỡ lẻ mụn độc da thịt lở loét, có tác dụng sát khuẩn mạnh. Bây giờ ta đi hái thuốc đi chăm sóc cho người bệnh. Khoan đi đã, ngũ bối tử là thuốc cực hàn, bây giờ sức khỏe người bệnh kém như vậy, cho dù có chữa lành lại cái chân của hắn cũng phải hao tổn nguyên khí và cần điều lý rất lâu. Bây giờ việc quan trọng là phải sát khuẩn khử độc, ngăn cản vết thương tiếp tục lở loét mới có thể cứu được tính mạng, rồi mới điều lý sức khỏe. Nhưng đã bị tà độc, sức khỏe suy yếu, sở dĩ người bệnh bị ác khuẩn xâm nhập là bởi vì chánh khí trong người không đủ. Trước đó các đại phu chỉ là dùng thuốc khử độc chữa trị cho hắn, kết quả khiến cho thân thể mất đi sức thể kháng, độc lại chưa dứt lại bị trở cơn, cho nên mới không được lành lại. Tại vì họ vốn không biết dùng ngũ bối tử, hay kiếm không ra loại thuốc này. Chân của hắn lở loét như vậy là thực nhục khuẩn xâm nhập lý cơ. Theo như ta thấy, phải cho hắn uống thuốc bổ thanh khí hoạt huyết, khiến cơ thể có lại sức thể kháng, như vậy mới là phép căn trị. Nhờ sức thể kháng để đối phó ác khuẩn, vậy sẽ quá chậm. Ta sợ không những mất đi cái chân, mà ngay cả cái mạng cũng sẽ mất luôn. Đâu có phải. Ta nghe hôm xưa cha của ta có nói qua, trong phương tạp nghiệp của Giao Tăng Hằng có một phương thuốc phù chánh, sau khi dùng xong có thể đối kháng được chủng độc vô danh, tăng cường sức thể kháng con người. Người có phương thuốc này không? Vậy thì không có, nghe nói là bị thất truyền. Chờ ngươi kiếm ra được cuốn sách, chân của hắn đã bị mất. Nhưng mà quý không thể dùng ngũ bối tử. Ngươi không phải nói để vào người bệnh cho ta sao? Ngươi sẽ không nhúng tay vào. Phải, nhưng mà ta không muốn tranh cãi. Người bệnh đó đang chờ ta trị. Ngươi đi kiếm phương thuốc của ngươi, ta đi hai thuốc của ta. Nè, nè. Chuyên trị những chứng kỳ lạ. Xin hỏi ông, có từng nghe qua trung phương tạp nghiệm có phương thuốc chuyên trị chủng độc vô danh hay không? Không có. Chuyên trị những chứng kỳ lạ. Cô có thể hỏi ai đi? Ê, coi chừng. Thì xin lỗi, ta lầm lại cho ngươi. Ngươi không sao chứ, sao sĩ quá vậy? Ta không sao. Sách của ta bị ướt hết rồi. Thì xin lỗi. Tiểu Động. Tôi chết. Ta lau khô lại cho ngươi. Phương tạp nghiệm chính là cuốn sách mà ta muốn kiếm. Ngươi làm gì? Vì công tử này, cho ta mượn coi cuốn phương tạp nghiệm có được hay không? Mượn sách y? Ngươi là đại phu sao? Vậy thì không phải, nhưng ta đi khắp nơi để kiếm cái cuốn phương tạp nghiệm này, thì không ngờ là bị ta bắt gặp. Sách này là ta mượn về, cái cuốn phương tạp nghiệm này là phó bản chép tay, bị ngươi làm ướt còn đòi mượn. Hơi, sách của cậu hai mượn ở Thái Y Viện, bây giờ ướt hết rồi làm sao đi? Nè, thì ra ngươi là người học y hả? Ta muốn kiếm cuốn phương tạp nghiệm này là kiếm một phương thuốc để chữa bệnh. Thật là tức cười, vừa rồi ngươi nói không phải đại phu, làm sao mà chữa bệnh? Tiểu Động, bỏ mặt hắn, cứu quán trọ. Dạ. Công tử. Tiểu Động, vừa rồi thấy người đó đọc chăm chú tới phương tập nghiệm, thì là xuất quỷ nhập thần, phải là người đồng đạo. Hây da, cậu hai à, bộ cậu đã quên hay sao? Đã từng hứa với lão gia, nghỉ phép xong là phải trở về. Còn nữa, trước khi Thái Y Viện chưa có khai trường, là phải tới kinh thành.
Cha là phó đô thống của cẩm y vệ, tối ngày lo việc quân vụ, đâu có thời giờ đếm xỉa tới ta. Chuyện không phải nói như vậy đâu cậu hai, dù sao cậu cũng là cao tài sinh của thái y viện, lại học tới vị y sĩ, lão gia sao lại không yên lòng? Wow. Một người cao tài sinh của thái y viện mà lại không có chút lòng thương hại nào. Lại là ngươi à? Thì chính là ta. Giờ rồi đúng là ta có lỗi, nhưng mà ta mượn cuốn tạp nghiệm này là bởi vì muốn cứu người. Ngươi thua lỗi như vậy, lỡ như làm dơ sách của ta, ta đâu có dám cho mượn. Sách đã phơi khô rồi mà, đâu có gì cuốn nào cũng hoàn chỉnh vô khuyết. Nè, nếu như ngươi quả thật không được yên lòng, vậy đi, ta để lại tiền cọc. Ngươi muốn bao nhiêu? Ngàn vàng dễ thấy, sách y khó tìm, vẫn là câu đó, không cho mượn. Một cao tài sinh của thái y viện, tại sao lại hẹp hòi như vậy hả? Ngươi dùng phép khích tướng à? Vô dụng thôi. Hay là vậy, thử nói một lý do tại sao ta phải cho ngươi mượn sách y. Ngươi làm gì đây? Phơi sách. Phơi sách? Sách từ đâu có? Ngươi phơi cái bụng thôi. Không sai, sách là trong bụng của ta. Học để mà dùng thì giống như là trong lòng chứa sách vậy. Đúng, ngươi quả thật là có nhiều sách hơn ta. Còn là nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng lại thế nào, ngươi có nhiều sách mà không chịu phân hưởng với người khác. Đó chỉ là có trí thức, nhưng mà không có hoài bão. Như vậy không có được đâu. Ngươi lại khá hơn người ta nhiều lắm hay sao? Không cho mượn là nói bậy nói bạ. Cứ coi là ta nói bậy nói bạ đi. Ta mượn cái cuốn phương tập nghiệm này, quả thật là muốn cứu người. Ta muốn coi phương thuốc chuyên trị của người bị chấp độc vô danh. Làm ơn giúp đỡ giùm, mạng người quan trọng. Ta van xin người, ngươi làm ơn. Hay ta quỳ người, ta đãi ngươi uống trà mời ngươi ăn cơm. Ngươi thì việc cứu người. Đương nhiên là cứu người mà, không lẽ lấy chơi hay sao? Thôi được, ta sợ ngươi. Mong là ngươi đọc xong cuốn sách này, trong bụng lại có thêm một cuốn sách. Cảm ơn. Quả thì có phương thuốc như vậy, bồi bổ gan thận là có thể tăng cường khả năng kháng bệnh độc. Cũng đúng ha. Vậy coi bộ là phải dùng đảng xanh với đổ trọng. Thì quyết định vậy. Nè, không có thể đem sách đi đâu. Phải ha, trả lại cho người. Chưa biết công tử quý danh là gì? Ta là Bàn Hiến, tại hạ Lý Thời Trân. Ơn mượn cuốn sách này mai mốt sẽ trả. Nè, đừng có trèo lên trển, thật nguy hiểm lắm. Nghĩ tới làm gì? Ta đã kiếm ra phương thuốc. Cũng không có nghĩa là ta sẽ bỏ phương thuốc của ta. Nè, tại sao lại không thử? Ngươi làm sao chứng minh phương thuốc của ngươi là hữu hiệu? Lỡ ngươi bị thất bại là Kim Thủy phải chờ chết. Mà người quan trọng, ta phải cứu hắn, ta nhất định phải giữ tính dụng. Nè, ở chỗ này rất là nguy hiểm. Còn có biết có nhiều người bò lên trển, mới leo được nửa chừng đã bị té xuống chết rồi. Cha ta có nói biết không thể làm mà làm mới có chuyện cơ. Ngươi không giúp ta thì đừng có cản. Vậy đạp lên vai của ta để mượn sức đi. Ngươi chịu giúp ta? Tuy là cái nhìn của ta khác với cô, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy cô biến thành bộ xương trắng. Ngươi khi dễ ta trèo lên đó không được sao? Cô không đạp lên ta đi đó. Đạp sao lại không đạp? Nhất định sẽ đạp. Còn đạp thiệt mạnh đó, mau lên. Quá. Cô thiệt là không khách sáo ha. Ngươi cũng thiệt dai sức. Ban đầu thấy ngươi tưởng là cái loại thư sinh yếu đuối. Trước đó nghe tên của cô, cô tưởng cô là dược tiên thiệt dịu dàng. Thì ra cô thiệt đành đá. Cô tình ta chịu một cái đánh người xuống núi không? Dành cho dẫn đi. Cô chừng bị té xuống biển bây giờ. Nè cô chừng. Cô chừng. Thì ra là cao như vậy, lên xuống đều khó xử sao đây? Ngươi sợ hả? Sợ thì xuống dưới. Ta sợ thì đâu có tới. Không sợ sao lại ôm chặt như vậy? Ta lo là cô bị té thôi. Rốt cuộc đã chiến thắng Bạch Cốt Sơn. Đừng mừng vội, đợi kiếm được một bối tử mừng cũng chưa muộn. Người qua bên kia, ta đi bên này.
Kiếm ra rồi. Bên này. Cầm giùm. Thì ra thì có ngũ bố tử ha. Ừ. Được rồi. Trời đã tối như vậy, làm sao xuống núi? Để được an toàn, có bộ tối này phải ngủ ở chỗ này. Hả? Ngủ ở đâu? Người nhóm lửa cũng mau thiệt. Ta thường lên núi hái thuốc đó mà. Nhiều khi trời tối, ta chậm lửa để ngủ trên đồi núi. À phải, cha của người là danh y Bành Hồ, người lại là thuốc sĩ. Tại sao không làm đại phu cho đàng hoàng, mà cả ngày ăn không ngồi rồi? Thật ra người muốn làm gì? Cô cũng biết nói ta là một thư sinh đó mà. Ta bây giờ phải một lòng tập trung chuẩn bị để mà thi cử. Theo giọng điệu của ngươi thì hình như việc này ngươi không phải là muốn làm. Thật ra lý tưởng lớn nhất của ta đó chính là hành y. Ê, wow, nóng quá đi. Cẩn thận. Nhưng mà ta cứ hứa với cha của ta là tạm thời không động tới y dược, phải tập trung thi khoa cử này để toàn nguyện tâm ý cho ổng. Ồ, hèn chi ngươi kiếm ta chữa bệnh cho Kim Thủy. À, phải rồi, thời buổi này ít có con gái thích ra hành y giống như là cô. Từ nhỏ ta đã một cô cha mẹ, được người cha bây giờ thâu dưỡng. Ổng là một quái y, thích văn du tứ hải, rảnh thì đi kiếm thuốc nam để trị bệnh. Lâu nay cha không hề chê ta là thân con gái, từ nhỏ đã dạy y học cho ta. Ta lại rất thích học, hơn nữa ta đã lập trí phải hành y. Nếu lần này chữa lành bệnh cho Kim Thủy, lời đồn ra ngoài, họ nhất định tin tưởng y học của ta. Cô nhất định được mà. Lên núi dễ xuống núi khó, chị không có sai chút nào. Chúng ta mau được kiếm Kim Thủy. Được rồi, cô về trước đi, tôi đi bên này. Người đi đâu? Ta ra ngoài hết cả một buổi tối, ta phải về thư viện Dương Minh. Nếu không cha của ta biết được thì phiền phức dữ lắm. Tôi chào. Chú thích nhà nho của Chu Trình đáng lẽ không có hủ lậu, chỉ là người đi thi khoa cử, chỉ cần thuộc lòng không có chịu thấu hiểu. Người nhất định phải hiểu rõ nghĩa lý ở trong đó. Thằng khỉ này sao lại hiền như vậy? Chỉ gật đầu không có cãi lại, không giống tính của nó. Cô lão sư, ta có thể vô coi tội trang học hành thế nào không? À, nhưng mà... Không được tiện sao? Hả? Cha không sao chứ? Không sao, không sao. Cô lão sư, ta lo tội trang không có nên thân. Hả? Sao con không ở đây vậy? Cha biểu con rảnh rỗi tới giám quản thằng em mà. Cha uống trà. Vậy thì phải, cô lão sư. Ai, thời Trân thông minh cơ trí, ta lo lắng đâu. Nghe chị cha, nè, con đọc Luận Ngữ cho cha nghe. Tử nhược học nhi thời tạp chi, bất dịch thuyết hồ. Hữu bằng tự nguyện phường tới, bất dịch lạc hồ. Nhân bất tri nhi bất ôn, bất dịch quân tử hồ. Ta không quấy rầy các người, lần sau trở lại đánh cờ ha. Được, xin chào nha. Anh cũng đi, em phải cố gắng đó. Tiệt hết hồn. Ôi da, mai là ngươi tới kịp thời à. Vẫn là anh của ngươi thấu hiểu và che chở cho ngươi. Nếu để cha ngươi biết được ngươi ra ngoài, nhất định nó sẽ khóa ngươi lại trong phòng đó. Yên tâm đi lão sư, ta không khiến cho bị khó xử đâu. Tóm lại lần này chữa lành lại cho Kim Thủy, ta lập tức trở về tập trung học hành. Yên tâm ha. Nè, hắn thế nào? Ta đã đắp thuốc khử độc cho hắn, lại nấu một thang thuốc ngủ bối tử cho hắn uống. Lỡ loét đã không lan tràn nữa, coi bộ là ngủ bối tử chỉ có tác dụng. Vết thương thì bắt đầu đã khô rồi. Coi vậy căn bệnh có trở ác hay không là phải coi về sức khỏe của hắn. Ngươi thấy sao? Đồng thanh của nữ. Ta thấy thì là đuối sức và cứ toát mồ hôi lạnh. Phải đó tướng công, ngươi bị toát mồ hôi lạnh đầy trán. Tay của ngươi sao lạnh vậy? Như là bị hư thoát.
Tôi đã cho ông uống thuốc gì mà khiến ông dở sống dở chết? Hắn vừa uống chén thuốc đại hàn khứ độc, hư thoát là việc khó tránh. Để ta coi. Sức khỏe khoáng còn kém hơn là ta tưởng tượng. Ta nghĩ là hắn chống không nổi thuốc đại hàn. Lần này ngươi hại cho tức công của ta rồi. Giữ được cái chân mà không giữ được cái mạng thật là vô dụng. Có thể giữ được, đừng có vậy. Đừng có động tới ổng. Ta không cần các ngươi chữa. Ta không tin các ngươi nữa đâu. Bây giờ cũng như vậy, ta khi nãy đã hút thang thuốc cơ bản bồi nguyên là thuốc bổ cho hắn, hay là sắc cho hắn uống đi. Dùng đổ trọng, táo đỏ, đảng sâm, thục địa, kỷ tử và một con gà lột da để nấu chung. Một thang như vậy sắc làm hai tô lớn, mỗi ngày uống một thang trước bữa cơm cho tới khi lở loét được bình phục. Phải để ý căn bệnh của hắn có gì biến quá hay không. Có chuyện gì kêu ta, ta bên ngoài chờ mà thôi. Cảm ơn các người. Nhà chúng tôi chật hẹp, nếu như không có chề bài thì có thể qua nhà nhỏ kế bên chúng tôi ở trọ một đêm. Chỗ này gió lớn, cô đứng bấy lâu rồi, coi chừng cũng bị bệnh luôn. Ngươi mới đừng có bị bệnh. Bây giờ người bệnh cần nhất là ngươi. Đừng có nói như vậy, Trần Treo cũng làm được khá lắm. Nói thiệt nha, phương thuốc đó vừa rồi của ta, ta cũng không chắc ăn là có thể được. Chị Kim Thủy vừa rồi bởi vì nóng lòng mới nói như vậy thôi. Cô đừng có để trong bụng nữa. Bà chữa rất đúng. Có lẽ ta quá nóng lòng cầu thành mới ra nông nỗi này. Thật ra thì cô làm rất khá. Ngươi đừng có bảo chữa cho ta nữa. Tại ta phán đoán sai lầm, không thể khai thoát cho mình. Quyết khí đã thịnh dưỡng, vết thương cũng đã được lành lại, tiến triển rất là khá. Không ngờ một thang thuốc bổ bình thường mà có công hiệu khá như vậy. Ta muốn xuống giường đi chú. Nè, cẩn thận. Cẩn thận. Không cần đỡ, chân của ta có sức mà. Thầy Trần Quynh, cảm ơn ân đức của mạng của người, đại ân đại đức. Được khách sáo, bây giờ quý không thể bị lơ là đâu. Đại tẩu, tiếp tục nấu canh này cho hắn uống cho tới khi khang phục mới thôi. Dạ biết rồi, ân công, thầy không biết làm sao để đáp ơn người. Thầy Trần Quynh, mai này nếu dùng được ta, cho dù ta thấy mạng này cũng phải giúp cho người. Ây da, người lại nữa rồi. Ta lại nhìn thấy người khang phục, ta rất vui vẻ. Thầy Trần Quynh y thuật thì là cao minh, những đại phu khác đều không bằng người. Người nhất định trở thành danh y của Bành Hồ. Ra đi, đừng có đứng ở đó mà cười. Ta đâu có cười cô, ta chỉ là không muốn khoe nhiều tới cô. Người không cười ra miệng không có nghĩa là trong lòng không cười thầm. Ta thừa nhận là ta kém cỏi hơn người. Người vui rồi chứ? Cô nói sang đầu đây. Từ đầu chí cuối ta không nghĩ là so sánh với cô. Còn nói là chương trị mấy cái chứng kỳ lạ, muốn được khét tiếng, thì ra chỉ có nhiệt thành với xung động, lại không chịu nghe người ta khuyến cáo. Có lẽ y thuật của ta vẫn chưa tới mức, hay ta vốn không thích hợp để học y. Tại sao cô lại có thể nói như vậy? Mỗi một người đều có khuyết điểm riêng của mình. Sai rồi không quan trọng, quan trọng là biết mình đang sai ở chỗ nào. Ông trời cho cô có khiếu học y tốt như vậy, nếu bây giờ cô bỏ cuộc đúng là lãng phí. Nghe chị thấy ta có khiếu à? Đương nhiên, lúc ta nghiên cứu y dược với cô thiệt đúng là một lạc thú đời người. Nói thiệt, thường ngày cái cha của ta, ta cũng không phục. Ngươi là ngoại lệ. Khi không vô cớ lại khen ta. Tại vì ta đã học được mấy điều từ ngươi. Tuy là ngươi không nhận đồng phương thuốc của ta, nhưng vẫn đưa ta đi kiếm thuốc, chứng tỏ ngươi là người hoài bão rộng lớn. Ta trước đó nhìn thấy cô thì có kinh nghiệm về mặt dùng thuốc. Cô biết không, bây giờ không có con gái hành y, cho nên ta rất là phục cô. Cảm ơn ngươi. Thật ra ngươi kêu ta đừng có lãng phí tài của mình, câu này thích hợp cho ngươi hơn. Thật ra có những chuyện không nói cô không biết. Cái năm mà ta được 14 tuổi, ta đầu tú tài. Cha đem miếng ngọc bối này tặng lại cho ta. Ta biết cha thì muốn là ta sớm ngày được cao trúng, nhưng mà không ngờ ta không chấp nhận được chế độ khoa cử bây giờ. Tất cả bọn họ đều thi bác cổ văn, mấy cái đề mục này không chút ý mới mẻ gì hết. Ta đã bị thi rớt 2 lần rồi, cho nên không muốn cha của ta bị thất vọng. Ta đã có hứa với cha, lần này bất cứ giá nào ta cũng phải thi đỗ cho ổng coi. Người thiệt là hiếu thảo,
Cho dù ngươi có đủ khoa cử hay không, cũng đừng có lãng phí thiên phận chưa bệnh của mình, phải tranh thủ làm đại phu. Trong những người ta quen biết, không có ai tán thành ta làm đại phu hết. Cô là người duy nhất đó. Ta không muốn mất đi một đối thủ, có cạnh tranh mới có tiến bộ. Thôi được, ta đi. Xin chào. Xin chào. À, ngươi nghĩ chừng nào chúng ta mới có cơ hội để nghiên cứu? Ngươi còn lên núi hái thuốc nữa hay không? Ta nghĩ là hơi khó. Trong khoảng thời gian này, ta phải tập trung học hành để mà thi cử. À, nhưng mà có nhiều khi học hành thấy chán lắm. Cô có thể tới thăm ta mà. Được, vậy ta đi ha. Xin chào. Thầy Trân, không phải là cha tới chứ hả? Sợ rồi à? Em nhất định đã đi chữa cho người bệnh lỡ chân. Hắn đã bình phục rồi. Em đã cùng với Dược Tiên cô nương lên Bạch Cốc Sơn. Thì ra ngọn đồi này quả thật là nguy hiểm đó. Cũng may là cuối cùng chúng tôi đã kiếm được Ngũ Bối Tử và đã chữa bình phục lại cho cái người đánh cá này. Anh biết không, Dược Tiên cô nương này thì là có kiến thức phong phú về y dược, con người tâm địa lại tốt nữa, dịu dàng đường tiện. Không biết tại sao em thấy cổ mặt nào thì cũng tốt hết. Anh chưa hề nghe em khen một vị cô nương nhiều như vậy. Có phải yêu thích cổ hay không? À không, không có chuyện này. Em còn cười được sao? Vậy là không xong. Em đã quên hôn ước trong mình của em à? Tuy mộ dung là tốt, nhưng mà không hiểu tại sao ở trước mặt của cổ em lại không có cảm giác bị đỏ mặt, bị tim đập. Vậy không lẽ em trước mặt của Dược Tiên lại có à? Không lẽ em muốn giải trừ hôn ước với mộ dung cô nương? Mộ dung cô nương thích em như vậy, chừng đó em làm sao ăn nói? Nghĩ không thông à? Nghĩ không thông thì đừng có nghĩ, tập trung học hành đi. Ta kỳ này nhất định phải lấy được. Sao mà nhiều người quá vậy? Thì khiến ta thấy khó thở. Hay là chúng ta đi về? Em sợ là cô chưa vào được trọng đã bị người ta xô ra ngoài. Không được, ta phải tặng cái bút đó cho Thời Trần, để anh có thể thi cử suôn sẻ, sớm ngày cao trúng. Em biết rồi, thì đón tiểu thơ qua nhà. Tiểu thơ yên tâm, trước khi em vào kinh Dương phủ đã có học chút công phu với đoàn tập kỹ. Một lát nữa em sẽ trổ hết tài cán để dành bút cho cô. Mình đi. Nhờ, làm ơn tránh giùm. Không ngờ trước khi rời khỏi Bành Hồ đã có thể nhìn thấy thịnh hội dùng bút trạng nguyên. Cậu hai, cậu hai, nếu mà cậu đi giật cái bút đó, họ nhất định không phải là đối thủ của cậu. Dù sao cậu cũng đã từng tham quân. Thiếu gia của người ở Thái Y Viện là có thực lực. Dược bút trạng nguyên, coi nó nhiệt thôi. Làm ơn. Các vị các vị xin chuẩn bị. Thịnh hội bút trạng nguyên của Khổng Miếu sắp sửa bắt đầu. Nghe được tiếng đồng la là các vị có thể vô dược bút trạng nguyên. Mà đi bút trạng không? Ta không sao. Ta không sao. Có một công tử. Xin lỗi. Cái bút đã bị hắn giật đi. Xin lỗi tiểu thư, em thật vô dụng. Ta quyết không bỏ cuộc. Tiểu thư. Tiểu gia, chúng ta phải lên đường. Thấy hình gì ăn mặc của cụ? Phải là con gái của hộ nhà lớn. Tại sao tới giật bút chứ? Ồ, không phải là vì chí thân thì là chí yêu. Không chừng là vì người chồng. Vì người anh không được sao? Cũng có thể vì người cha. Tiểu gia, coi bộ là cậu có phần thích thú tới người con gái thanh lệ thoát tục này. Nhiều chuyện, lên đường mau. Vậy đại ca, ta xin ngươi, xin ngươi hãy nhận cái bút này cho ta đi. Cô nương à, cô từ Khổng Miếu theo ta tới đây, cô không mệt sao? Ta nói nhiều lần rồi, không có nhường cây bút này cho cô được đâu. Cô đi đi. Ngươi không chịu nhường thì thôi, sao lại hét to chữ thơ của ta? Ngươi làm sao mới chịu nhường cây bút này cho ta? Bao nhiêu tiền ta cũng trả. Ta bỏ công sức vất vả nhận được cây bút đó vì trúng cử chứ không phải vì tiền. Ta không dám giấu giếm, ta cũng vì người trung ý.
mới đi xin cây bút đó. Vậy ta cho cô biết, ta cũng vì muốn lấy làm người ý trung nhân nên chịu khó đi thi khoa cử đó. Cây bút này đối với ta rất là quan trọng. Tiểu Thường, hắn đã không chịu nhường, đừng có để hắn xỉ giỏ nữa, chúng ta đi đi. Không được. Vậy đại ca này, chỉ cần ngươi nhường cây bút lại cho ta, ta chịu vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Tiểu Thường, cô đừng có dại dột. Cô nương à, coi cô nha, đi vài bước đã xuyển hơi rồi, còn có thể làm gì được đây? Ta kêu cô cài ruộng có được không? Cho dù biết ta cài cũng được mà. Được, bây giờ ta có việc phải làm. Trước hoàng hôn cô cài xong cái chỗ ruộng này mới tính. Quân tử nhất ngôn. Tiểu Thường, không lẽ Tiểu Thường thì đi cài cho hắn à? Ngươi đừng có khuyên ta, ta đã quyết định rồi. Nghĩ gì cái bút đó, đáng làm vậy sao? Vì thời Trần, cái gì cũng đáng. Yêu một người mà có thể trở thành điên cuồng như vậy. Là gì cô nương đó, tại sao cô lại tới đây cài ruộng? Nè, ngưng ngưng. Cô nương, cô nương, cô còn nhận ra được ta không? Giờ rồi Khổng Miếu, cảm ơn công tử đã đỡ giùm. Phải đó cô nương, sao cô ở đây cài ruộng vậy? Tiểu Thơ vì cái bút đó mà cầm lòng hạ mình cài ruộng cho người ta. Kiến Hỷ. Cậu hai nhà ta đoán cô là vì đại ca của cô cho nên dịp cây bút. Còn ta thì nói cô vì người trung ý phải không? Tiểu Đồng. Thôi chúng ta đừng trở ngại cô nương. Cô nương, hẹn ngày tái ngộ. Phải, hôm nay thời tiết nóng nực, cô nương nên giữ gìn sức khỏe. Cảm ơn bận tâm, xin chào. Cậu hai, ta đã nói là cổ có người trung ý mà. Nhiều chuyện. Thấy cổ dịu dàng lịch sự, thì ra vì người trung ý có thể có nghị lực như vậy. Thật là tình thâm. Cậu phụ không biết ta ra đó. Kiến Hỷ người về Kinh Dương phủ, nếu cậu phụ hỏi tới thì nói ta không có được khỏe đã ngủ rồi. Vậy được, Tiểu Thư cẩn thận. Đi về đi. Cái người đó sẽ giống Mộ Dung quá vậy. Mộ Dung sẽ lại chỗ này chứ? Thôi chết, đã cày nửa buổi rồi mới được có hai hận. Ta không thể bỏ được. Vì thầy Trân, nhất định phải làm cho xong. Kiến Hỷ, đi đâu vội vã như vậy? Lý công tử nhìn thấy người thiệt hay quá. Tiểu Thơ vì xin cây bút trạng nguyên cho người, khờ đến nỗi đi cày ruộng. Cày tới nỗi giờ này chưa về, ta đi qua thử có sao hay không? Nhớ. Nhìn mặt quá yếu, làn da ẩm lạnh thân nhiệt lại cao, đã bị trúng nắng rồi. Bây giờ xử sao? Xảy ra chuyện gì? Tên Kỷ này cũng là tại ngươi. Nếu không phải một câu nói dẫn của ngươi, Tiểu Thơ không tới nỗi này. Kiến Hỷ ra đừng gây nữa, mà đi chuẩn bị chiếc kiệu, đưa Mộ Dung về nhà. Vì đại ca này, nhà ngươi có củ tỏi không đây? Có. Đem củ tỏi dầm trà nước, đưa cho cô uống thì cô tỉnh lại. Mộ Dung, cô không sao chứ? Thầy Trân, sao ngươi lại ở đây? Khi nãy cô bị trúng nắng, thế nào, bây giờ thấy sao? Vừa rồi lúc cày ruộng, ta đột nhiên thấy chóng mặt, hoa mắt ù tai, rồi thì thấy tối sầm lại. Sức khỏe của cô vốn đã kém lắm rồi, cô đi cày dưới trời nắng như vậy nữa, ta lo cô bị nhiệt độc vào phổi. Nếu đi vào thì phải điều lý lại thì mới được. Vì đại ca này, ta sẽ cày xong cho ngươi. Ngươi còn chịu nhận cái bút cho ta hay không? Cô đừng à, cô gì bất chấp tất cả mà muốn lấy cái bút đó. Cô thiệt là si tình. Công tử ngươi thiệt là tốt số, có một cô nương tốt như vậy. Còn ta thì không được may mắn. Ta một lòng muốn thi đỗ cử nhân, có thể xin cưới người yêu của ta. Ai ngờ vừa rồi tôi tới kiếm, cô đã đồng ý hôn nhân với người khác.
Đâu có thể như vậy. Cô coi đi, cái tướng tôi đâu giống học hành, chỉ biết cày ruộng thôi. Tôi vì kê bút đó chỉ mong là kỳ tích xuất hiện. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ cây bút đó thích hợp cho hai người hơn. Ngươi thiệt chịu nhờ cây bút cho ta? Ta không có thi cử nữa, còn giữ cây bút làm cái gì? Vì công tử này, ngươi có một cô nương tốt như vậy, ngươi phải biết quý đây nha. Cảm ơn vị đại ca đã cho tội. Có gì đâu. Mộ Dung à, chàng trai không nên vì ta mà làm nhiều như vậy. Ta không giúp gì được cho ngươi, chỉ có thể vì ngươi làm bấy nhiêu thôi. Đừng có nói kiểu này. Dù sao đi nữa, cảm ơn cô. Có biết tại sao tối nay biểu con về ăn cơm hay không? Chuyện tốt không ra nhà, chuyện xấu thì đồn xa. Hôm nay ngoài chợ cha gặp được Kinh Dương, hắn từng là giận nói với cha là con đã báo hại Mộ Dung bị trúng nắng. Con cũng biết là ông nhất định nói mà. Nè, chàng nghiêm túc nói thêm con một lần nữa. Mộ Dung cô nương một lòng suy tình với con phải nên trúng khoa cử, đừng có phụ ý đẹp của người ta. Chính vì con không muốn có kỳ vọng quá lớn đối với con. Hả? Không lẽ là con không muốn đi thi? Không phải, con chỉ là không muốn cô quá lo lắng thôi. Vừa rồi ở nhà bếp đã nói là lúc ăn cơm đừng có nói việc học hành nữa mà. À, hôm nay thì mẹ của con đã bỏ nhiều tâm tư. Nè, ăn đi. Sự thật là cha của con biết con về ăn cơm, đã căn dặn mẹ làm một con gà cho con ăn. Ăn thêm đi. Cứ trợn mắt ngó chầm chầm vô mặt trăng, nhìn thấy trên đó có hàng Nga sao? Hôm đó tụi em lên núi kiếm ngũ bối tử, ánh trăng cũng đẹp như là đêm hôm nay. Ờ, thì ra không phải là nhớ tới hàng Nga mà nhớ tới Dược Tiên. Thật ra em không nghĩ tới người có thể bàn luận y dược với mình là một cô gái. Không biết tại sao mỗi lần nói tới thuốc men đối với cổ thì hai bên được vui vẻ lắm. Em đã bị trúng độc rồi. Nhưng mà trước mặt của cổ, em không hề thấu lộ điều gì. Em cứ thấy là nếu em thổ lộ gì với cổ thì hình như là không nên lắm. Tại vì em biết Mộ Dung thì là thích em, em lo sẽ phụ lòng cổ. Chính vì như vậy mới không biết xử làm sao. Một người thì có hôn ước với em, một người thì em yêu thích thật lòng. Chọn ai đây? Phù hồn lơ qua chinh chinh bà châu hòn sinh y chợt vui si mấy si đạp trần mà sợi chín san cho duyên ya kiên trì kịch vai đại cố sự chỉ nỗ lực khai chỉ nhận quyết tâm khứ sĩ bằng như sông coi hàng chín trung y xâm lữ phụ chỉ liệu na hưng y sợi hồi khó cần trời ngồi nhất vị 一生至死相依。